người dân Sơn năm nay 35. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu con sông, yêu cô em xinh xinh, yêu quê hương, yêu lắm bao người, yêu thiên nhiên nên đi đến khắp chốn. Hôm nay Kiên Giang, mai tới Quảng Ngãi, ghé Huế, đến Bắc Ninh, rồi Phú Yên. Có nào ngon ngon không để cho anh mấy hả? Cua kình bự vậy nè. Cua gì? Cua kình, cua bự á. Cua, cua kình hả? Cua lớn á. Cua lớn hả? Kêu bằng kình à, cua kình là cua lớn. Này cua này nè. Cua này. Đâu, đâu? Nè cua thiên nhiên nè. Wow, cái này kình luôn hả? Không, này nhỏ à. Này nhỏ hả? Bên 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 kia, bên kia mình kình. Muốn coi gì? Coi gì? Ok, nói với mình nay mình có gì ngon vậy? Cua, cua là ngon nhất phải không? Dạ. Chắc không? Dạ chắc chú. Ok. Dạ, chú, nãy giờ nói mà chú. Anh bắt hồi đó mới vô hay là đây? Ngồi biển mới vô. Ngồi biển mới vô hả? Bữa nay trúng không? Bữa nay chắc được khoảng 2 triệu. 2 triệu. Tối qua giờ hay là mới vừa sáng giờ? Đâu, đợi lúc 1 giờ tới giờ. 1 phía tới giờ. Vậy đủ tiền giàu không? Đâu có thì xăng có khoảng 50 ngàn à. Xăng 50 ngàn à. Sướng vậy đó. Ủa xăng làm sao? Đi chiếc nhỏ nhỏ thôi hả? Có bạn đó chú. Ủa, ủa mình đi chiếc này mình bắt được hả? Trời ơi, đã người ta. Cái này là cái gì? Nó lãi mà. Lãi cho lãi chút. Có nghĩa là mình chạy cập cập bến thôi chứ mình không không có chạy ra ngoài xa. Cái vậy là bắt gì? Đặt lú bắt. Đặt lú. À ok, rồi. Rồi cua ngoài kia còn ngon phải không? Hồi nãy có chuyến vô là ngon hơn, cua ngon hơn phải không? Rồi ra lùm đây. Tươi đói luôn ha. Cái đói bán vô nè, chạy đi bắt tiêu rồi. Cái đói bán nhiêu nè? Cái này kẹp phải không? Kẹp á, nhỏ chói. Ok, cầm dưới này đi, ok này. Có máy là chị có độc gì lắm chị. Cái độc chín rồi. Ok. Cái này ngon lắm rồi. À, con này ngon lắm luôn phải không? Lấy ba này ha. Rồi. Bây giờ em tháo đây mạnh con được không? Wow. Quốc à, kẹp liền ha. Quốc liền phải không? Cầm đây ok phải không? Ok. Nó dữ thiệt đó nha. Dữ. Nó dữ quá dữ luôn ha. Cái này cô đã bán nhiêu ký được không? Gái nhiêu ký nè. Bán chú nhiêu? Hả, 250. Rồi cái này luôn nè, chú lấy luôn này luôn nè. Hết trơn là 250. 250 rồi. Sáng hôm nay khoảng chừng 5 giờ rưỡi sáng thì Vân Sơn tình cờ nhìn thấy ở dưới bến sông của mình nè, có rất là nhiều ghe, nhiều tàu ghé vào để giao những con tôm, con ghẹ, cua, cá, hải sản đánh bắt tươi sống ngoài biển đem vô đây giao cho bạn hàng bán liền ngoài chợ. Thành ra Vân Sơn mới tình cờ biết được có anh Phương đây. Anh Phương là một những người mà ra ngoài khơi bắt cá, bắt tôm. Dạ đúng rồi. Bằng tàu nhỏ thôi, chứ không phải tàu lớn. Gió lãi mình thôi. Bằng gió lãi nha. Gió có lãi. Nghĩa là cái này là phải biển, bữa nào biển êm mình mới đi được. Chứ biển động quá mình đâu đi được. Vừa ở đây là không có sóng lớn không đâu. Không sóng lớn đâu. À. Trong ngoài Hà Tiên này là bị người kia gió vô thì có Phú Quốc cản ngay rồi. À. Có sóng lắm. Coi như là Phú Quốc nó cản với mình hết rồi. Sóng ít chứ không có lớn nhiều đâu. À. Thành ra anh Phương được làm cái nghề này chắc cũng được lâu rồi hả? À, cũng 10 năm rồi. 10 năm. Trước đây thì anh làm cái gì khác không? Trước kia tôi là tài công dây cào. Tài công dây cào. À, đắt thôi. Có nghĩa là anh chỉ lái thôi rồi đi về ngoài đó cho cào ngoài đó. Ngày xưa đi đến đắt thôi, đến ngoài Phú Quốc đồ. Giờ sao mình không làm nữa? À, cái đó mình làm thuê cho người ta, còn bây giờ là mình... Mình tự làm chủ mình. À, hay quá. Nếu mà hồi xưa đó anh lái một đêm vậy thì anh được chia theo cái sản phẩm của mình hay là anh được trả theo tiền công? Cái đó chia sản phẩm nhưng mà cũng hên xui nữa. Nhiều khi kiếm ngư này kia là bắt bớ này kia cũng không có tiền chia gì đâu. À, thành ra bây giờ mình làm gì mà ngon hơn? Có nhiều ăn nhiều. Ví dụ như tối thì mình nghỉ cũng được. Hả? Mình làm có mệt thì mình nghỉ cũng được. Có mệt mình nghỉ cũng được. Còn đi làm mướn người ta đâu có nghỉ, muốn nghỉ là đâu. Nghỉ được đâu. À, mình có mệt đâu nghỉ được đâu, người ta bắt mình chạy thì mình chạy, bắt mình đúng không? Ok. Hiện tại bây giờ cái ghe của mình á là mình tự sắm luôn. Tự mình sắm luôn. Tự mình sắm luôn. Cái ghe này khoảng bao nhiêu tiền? Cái này khoảng vỏ máy luôn, có mười mấy 20 triệu à.
có mấy 20 triệu thôi. Có tiền mua lú thì nhiều. Mua lú, lú có nghĩa là cái gì anh? Lú có nghĩa là lồng hay là lú là gì? Lú là lú dây á. Là lưới đó hả? À. Lú bắt quái á. Có nghĩa là cái nó là cái lưới mà nó đang thành cái dây cái ống gì phải không? Ống dài á. À. Rồi mình thả cái lú dưới theo con nước rồi rồi cá tôm rồi tự động chui vô. Tự động chui vô. Có bỏ mồi gì nó không? Không không có mồi đâu. Không mồi gì hết. Mà cái đó mình có chạy không hay mình thả ở chỗ? Không chạy chạy thả dài mà. Coi như mình thả dưới cái mình chạy. Cái ghe mình kéo. Nó chiều dài nó qua khoảng cỡ 22 cây số. Cái lú đó 2 cây số. Bị nó một cái khoảng 10 mét mà 200 cái thì nó 2 cây số rồi. À ok hay quá. Nếu mà như vậy thì mỗi tối anh làm khoảng chừng bao nhiêu tiếng để mà anh đánh bắt như thế này? Khoảng 1 giờ đi ra thì khoảng 2 giờ kéo khoảng 5 giờ rưỡi là vô. Là khoảng 3 tiếng mấy cũng 4 tiếng rồi lại. Vậy thôi đó. Rồi mỗi ngày gì nếu mà trúng thì được khoảng chừng bao nhiêu? 2-3 triệu đồ. Nếu mà trúng là cái là trúng là 3-4 triệu rồi. Trúng 3-4 triệu. À, còn ấy thì cũng được thắt cũng được triệu. Thắt thì cũng được triệu. Tiền xăng hết nhiêu? Tiền xăng 50.000. Thôi vậy được quá. Ok. Ngày nào cũng đi làm hết. Rồi ngày nào cũng đi hết trơn á. Thôi vậy là giàu quá rồi, giờ sắm được bao nhiêu cái nhà rồi? Mới có cái nhà. Ok, tôi cảm ơn Phương nhiều lắm nha. Ok anh. Rồi, chúc may mắn nha. Ba con cua này á giờ sẽ đem về khách sạn ha. Về nhờ mấy anh em nó luộc lên cho mình làm. Rồi cảm ơn Phương nha. Thank you. Đây là những con cua ở ngoài biển mới đến bắt vô. Sáng nay nó còn nằm ở dưới biển á. Và bây giờ là nó mới vừa bị xử xong, nó nằm yên rồi. Ok. Phải bỏ trong bọc mình xử nó như này tại vì nó dữ lắm. Nó ngoài biển mà, nếu mà cua nuôi trong dung á thì nó còn hiền hiền, mà cua biển mà bắt vô mà chưa cột lát, chưa cột gì hết trơn á mà mình mở bọc ra mà mình đâm nó lạng qua nó kẹp mình chết. Hay thành ra bây giờ là mình phải xử nó, mình bỏ bọc mình xử nó. Xong bắt đầu mình bỏ lên mình hấp ha. Đến với lại thành phố Hà Tiên đợt này đó thì bắt được một cái cảnh rất là tốt. Đó là cái cảnh mà những người ngư dân đó, người ta đi ra ngoài khơi, người ta đánh bắt, người ta đem những hải sản tươi sống vô bày bán ở ngay chợ luôn. Thành ra khi mà người ta đánh bắt như vậy đó thì những con cá, những con tôm này nó thật sự là nó dưới biển, dưới đại dương nó lên, nó sống ở dưới đó, nó lên ăn. Thì bảo đảm những con này sẽ nó ngon hơn những con tôm nuôi hay là những con cua nuôi ở trong dung. Có con cua nè, cua bự chảng luôn đó ha, khủng luôn. Ba con cua này 1,2 kg, 1,2 kg mà không có dây nha. Giá mà sau khi ở dưới thuyền lên á bán cho mối, rồi mối bán lại cho Vân Sơn á là giá chỉ có 250.000 một ký thôi mà không có dây. Đây 1,2 kg nè, đây mình hấp nè ha. Thôi mình mở lên, hấp mình mở lên như nè, nó không có bị mất nước. Đó. Rồi, đây lại. See you in 15 minutes, 15 phút nữa mình dứt lên được rồi. Sau 20 phút là mình có thể mình chiến nó được rồi ha. Nè, coi nè. À, da da. Úi cha. Ngon vô cùng luôn. À. Trời ơi con cua nè, nhìn thấy đã chưa? Ngon lắm bà con ơi. Thôi ok, go. Cua mới luộc xong nó nóng lắm. Bây giờ mình chỉ ăn cái càng nó được thôi à. Cái càng của nó muốn ăn liền á, ăn gấp mẹ cái càng của nó ha. Hoặc là mình ăn cái ngoe của nó thôi. Ôi xa lắm quá, ăn cái càng đi. Cái càng nó ngon hơn. Này. Chơi cái càng này. Cái càng nè, thấy không? Cái càng là cái gì? Cái càng là cái mạnh nhất của con cua, nhất là con cua đực nữa. Con cua đực đó nó chiến đấu hay là nó bắt mồi bằng cái càng của nó sống bằng càng của nó, kẹp con mồi xong nó kéo lên miệng nó ăn ha, kẹp chết con mồi nó ăn. Thì mình muốn ăn cái càng của con cua đó, cái càng cua là cái cơ bắp mạnh nhất của con cua. Thành ra mình muốn ăn nó thì mình cũng phải có cần của cơ bắp. Mình cần phải có con chuột để mình có thể mình ăn được cái càng con cua. Này. Đó, ngon lành luôn, kẹp một cái một là ra liền. Chết mày chưa? Đó, chết mày chưa nè, coi nè. Khói còn lên nghi ngút luôn nè.
nó ngọt, nó ngọt ha, thịt nó thơm, nó ngọt, giống như nó mang cả một cái đại dương vậy đó. Nó ngon, nó thơm, nó ngọt vô cùng luôn. Tại vì cái con cua này á, không phải là con cua nuôi trong dung nha. Con cua nuôi trong dung á, nhiều khi người ta cho ăn thức ăn thiên nhiên nhưng mà vẫn là con cua nuôi. Nhưng con cua này là con cua ngoài biển, đánh bắt ngoài biển. Một tiếng đồng hồ trước nó còn ngoài biển, bây giờ nó nằm trên dĩa rồi. Đã không? Nó ngon, nó thơm lắm. Lâu lắm mới ăn được con cua thiên nhiên ngon như vậy. Ngon quá, ngon dữ luôn á. Ngon quá, ngon luôn. Tách cái mai ra, tách gì nè. Ui chà, ngon lắm, ngon lắm. Nóng quá, nóng quá. Ngon quá. 700-800 gram con cua này ăn không hết được, thịt nó chắc nụi luôn à. Để nó ngoè luôn nè, nó chắc mà nó giòn luôn á. Con cua này, cua này cua thiên nhiên, và ngày hôm nay á là cái ngày không có trăng, thành ra con cua này thịt rất chắc. Thường thường cua mà cái ngày trăng á là nó không có được chắc lắm, ngày trăng mà trăng rằm á là không chắc. Thành ra cái con cua này nó rất là ngon, bởi vì nó là, thứ nhất là con cua thiên nhiên, thứ hai là con cua này con cua lớn, và thứ ba này cái thịt nó rất là ngon, chắc là tại vì nó là con cua đực, nó ngon lắm luôn. Thành ra khi mà về tới thành phố Hà Tiên, những cái mà đặc sản chúng ta cần phải thưởng thức là những cái đặc sản tươi sống như vậy, bắt từ dưới ghe đem lên trên bờ, mình đón chặn ghe, mình mua nó đem về luộc lên chơi liền, ngon nhất trên đời, không có cái gì ngon hơn hết. Good. Vân Sơn xin chào đón các bạn đến với chương trình Khi đàn ông vào bếp. Khi đàn ông chúng tôi vào bếp là kinh khủng lắm, bài biện kinh khủng lắm. Hôm nay thì Vân Sơn rất là hân hạnh khi có mặt ở trong căn bếp của khách sạn nhà hàng River Hotel rất là lớn, và kế bên Vân Sơn là anh Chánh, mà Vân Sơn đã giới thiệu đến quý vị là coi như là một người Việt kiều ở bên Pháp về Việt Nam và có đầu tư ở đây. Thì thực ra đó, anh Chánh là coi như là một trong những người chủ nhân của cái căn hotel và nhà hàng River Hotel này, và hôm nay Vân Sơn bắt anh Chánh phải vào bếp với Vân Sơn để làm gì, để cho anh Chánh sẽ hướng dẫn cho Vân Sơn cùng với tất cả quý vị biết là những món ăn đặc sản của Hà Tiên mình như thế nào ha.
Ok anh Chánh. Ok. Biết rồi. Là hôm nay là bếp bếp Chánh là tôi nhốt ngoài kia rồi. Để bắt anh Chánh ở đây. Thứ nhất là làm gì? Là Sơn muốn anh xuất hiện với Vân Sơn để giới thiệu những tài sản Hà Tiên. Thứ hai là muốn thử nghề của anh coi. Anh làm nhà hàng khách sạn thì đương nhiên anh phải biết về bếp đúng không? Rồi, đúng rồi, thì biết về quản lý. Nói nghe nè, ở bên Pháp á, là ông chuyên môn nấu đồ Tây không à, mà bữa nay chơi khó ông bắt ông nấu đồ Việt không. Ok anh Chánh, đầu tiên hôm nay nè anh giới thiệu mình sẽ cái này con gì nó bò ra này là tôm tích. Tôm tích hả? Tôm tích là mới mua ở ngoài chợ Hà Tiên à. Đó, người ta mới bắt lên trong vòng nửa tiếng mới đem về, nên tất cả tôm tích này còn sống. Nhưng tôm tích anh bỏ nó gì, anh bỏ gì vô mà nó ở đây nó nhúc nhích vậy? Anh bỏ gì? Nó còn sống mà. Chứ không có bỏ gì vô, không mình có bỏ gì hết. Mình bỏ muối vô nhúc nhích không? Tươi sống vậy hả? Chưa có làm gì hết. Ok ok đó, rồi. Mới cứ rửa sạch sẽ thôi. Rồi. Đem lên bỏ gì hết á. Rồi, đầu tiên cái món tôm tích này là mình sẽ làm cái gì hôm nay? Đây, bữa đây là tôm tích theo yêu cầu của anh Sơn là tụi này sẽ làm cái món là chiên nước mắm. À, tôm tích chiên nước mắm. Hồi xưa Sơn ăn tôm tích muối tỏi hay là tôm tích rang tỏi ớt gì đó ha. Là chiên nước mắm phải không? Ok, được. Ok, good. Rồi tôm tích chiên nước mắm nè. Cái này Sơn biết nè. Cái này là cá trích phải không? Đúng rồi, gỏi cá trích. Mình sẽ chơi có gỏi cá trích. Cá trích và gỏi cá trích là một cái đặc sản của Kiên Giang mình nha, chứ không phải ví dụ như mình nói là Phú Quốc thì nó cũng đúng, hay là mình nói Rạch Giá cũng đúng, mà nói Hà Tiên cũng đúng, tại vì nó là Kiên Giang. Biển Kiên Giang là cá trích nhiều lắm ha. Có cái này lạ nè. Con này là gì nè? Cái này là mắm cà xỉu của Hà Tiên, nói chung của Kiên Giang. Đó. Mắm con cà xỉu lần đầu tiên tôi nghe luôn. Đúng rồi. Thì rất là ngon. Mời anh Sơn thử coi. Ý, ăn được không? Ăn được, nó là bây giờ ăn lên được luôn. À. Ăn cái này. À. Cái này nó ngon lắm. Cái này là cái gì? Cái này là của nó đó. Cái đuôi nó nè. Không, cái đuôi của nó. À, cái đuôi nó. À, cái đuôi nó. Cái này là cái đuôi giòn, cái đuôi của nó. Cái đuôi ở đằng trước phải không? Đúng rồi. Đàn ông mà muốn mà khỏe thì nên ăn cái đuôi của nó. Đó, ok thử nha. Trời ơi, giòn rụm à. Giòn rụm, rất ngon. Nó giống như là củ cải trắng nha. Đúng rồi. Ha. Ngon quá. Đậm đà. Good, rồi. Đây là con cá cái gì? Cái này là cá đục. Cá đục. Đó là nói chung là cho bếp làm sẵn chút xíu từ thời gian nó chuẩn bị nó hơi lâu. Nhưng mà thực ra nó tươi lắm phải không? Rất là tươi phải không? Ok rồi. Tươi. Rồi. Đây là coi sò điệp. Coi sò điệp, chút nữa cháy tỏi. Scallop. Rồi. Đúng rồi. Cháy tỏi. Ok. Đầu tiên mình sẽ làm cái món tôm tích cháy nước mắm. Cháy nước mắm. Cháy nước mắm. Rồi. Ừ. Rồi bây giờ để cho món tôm tích cháy nước mắm ngon. Ừ. Mình sẽ chiên tôm tích trước. Dầu sôi lên. Sôi lên. Rồi. Rồi bây giờ tôm tích nó còn sống. À. Sợ nó nhảy nên tránh phiên lắm cái nắp này. Nó sẽ đẩy lại. Như cái khiên như ông đợt đó. Ok. Hai. Ok. Wow. Ui cha, nó bung nó nhảy kìa. Rồi. Thấy đã chưa? À. Sóc cho nó vàng, cho nó thơm, cái tôm tích kìa. À, cho nó cháy cạnh phải không? Cháy hết kìa hả, tôm tích. À. Đó. Cho chín luôn không? Cho chín luôn. Sau đó mình mới lấy tôm tích ra. À. Đó, bắt đầu mình mới trộn nước mắm, tiêu, tỏi, bắt đầu mình bỏ vô, bắt đầu mình chạy. Nhưng mà thường thường theo kinh nghiệm của anh á, thì bao nhiêu phút thì con tôm tích này nó sẽ chín? Thì mình làm nó là hải sản khoảng 15 phút là ok, từ 10 đến 15 phút là ok. 10 đến 15 phút luôn hả? Đúng. Mình muốn cho nó giòn thì khoảng 10-15 phút. Không. Mình muốn không cho nó giòn thì khoảng... Sơn nghĩ như này, Sơn nghĩ là con tôm tích này đó thiệt ra nó cũng mình ăn sống còn được mà đúng không? Ok. Thành ra mình chỉ cần được. Ở ngoài nó cháy giòn cho thơm thôi. Chứ okay. Anh làm những nát tôm tích nó chín hết, nó khô queo à. Ok. Đúng không? Ok. Lửa lớn đi. Đó, nó vậy đó. Đó. Sơn nghĩ vậy đó ha. Ở okay, ngoài okay, nó sẽ giòn, okay, nó cháy. Ok, anh Sơn. Mình gắp tôm tích ra. Đó. Cũng ra từ anh Sơn. Ok. Rồi. Đó. Đã chưa? Cháy thơm đàng hoàng ở trong, nó vừa chín tới. Xong bắt đầu là khâu quan trọng là nó là tôm cháy nước mắm mà. Cái khâu quan trọng là phải là pha nước mắm đúng không? Rồi. Ok. Bây giờ công thức anh thế nào? Bao nhiêu nước mắm, bao nhiêu muỗng nước mắm thì bấy nhiêu muỗng đường. À. Đó, bây giờ mình xài khoảng 3 muỗng nước mắm nha. À. Đó, 3 muỗng nước mắm. Rồi, bây giờ mình xài 3 muỗng đường. 3 muỗng đường. Không xài cái gì khác. 1 2 3 ok không? Ừ. Tiêu phải lấy khoảng một muỗng tiêu. À. Tại vì nếu mà cho ít ăn thì tiêu không sao, đừng cho ít. Đó, mình bỏ bao nhiêu tiêu. Rồi ok, bỏ một muỗng tiêu, đánh nó lên. Đánh cho nó đều lên.
Thì tùy bỏ tiêu vô là nó sẽ thơm và the con nít ăn được. Thấy chưa, thấy khéo chưa? Rồi, mình dẫn chơi với đàn ông tụi tôi. Mình để qua mình bơi. Cái này dùng là cái pha mình xong rồi. Ừ. Đó, cái này mình xin hỏi Thiên, mình có tỏi không? Tỏi chút nữa. Chút nữa. Mình hãy vô trước. Không, mình cháy nó, khi nó thơm. Cháy tỏi rồi bắt đầu mới đổ nước mắm vô. Ok. Đó, rồi bắt đầu mới bỏ tôm mình mới sóc lên. À. Đó là mắm, tỏi rồi ớt. Bây giờ anh Sơn có thích là bỏ chút ớt bột không? Sơn nghĩ vậy đó, Sơn đang đề nghị anh bỏ chút sốt ớt bột để ớt cho bột. Nó kick luôn ha. Okay. Tại vì mình không có nít ăn mà. Ok, bỏ chút ớt cho đó, nó thơm. Đúng rồi, cho nó kicking lên, cho nó ha. Đó. Rồi, ok. Đó. Cho nó hấp dẫn, cho nó cay. Ông này ông sang lắm nè, ông nói có một chút thôi ha, mà ông bỏ quá trời luôn. Cho nó thơm, cho nó vàng chút xíu, bắt đầu mình bỏ đổ nước mắm vào. Ừ. Đó, vàng lên chánh ơi. Nè. Đó, ngon rồi nè. Đẹp rồi nè, vàng đẹp rồi nè. Sơn phụ cho anh tay đi, bây giờ mình bỏ cái nước mắm này. Rồi. Rồi anh Sơn ơi. Đảo đều lên. Rồi, đảo đều lên. Đó. Đó. Rồi, sóc nó lên rồi, đúng không? Sóc nó lên. Rồi. Thơm quá, thơm quá. Đó, cho nó khô, nó bắt đầu nướng lại. Ừ. Cái này tại vì nó có đường ha, thành ra nếu mà lửa lớn quá thì nó sẽ cháy khét, thành ra anh Chánh rất khéo nha, biết có đường ra khi mà lửa mà vừa tới rồi đem cái chảo ra liền chứ đem nó khét đúng không, thấm dữ lên Chánh rồi ha. Rồi đẹp được rồi. Rồi xong một món nha anh Sơn. Quá ngon. Rồi. Quá ngon. Ừ. Rồi. Kho mà cá đục ngon á, thì cá đục là đặc sản của Hà Tiên. Thịt nó rất là dai và cứng. Thì muốn mà kho cá nó ngon, nó bớt tanh thì mình sử dụng thịt ba chỉ. Để nó quậy trong cái con cá làm cho cái kho tổ của mình nó thơm và nó ngon. Đó. Nửa ký cá đục làm sẵn thì khoảng là 3 lạng. Rồi 3 lạng thịt ba chỉ. À, coi như là một một. Một một đó, ba chỉ mình cắt nhỏ nó ra. Cắt mịn nó ra, cắt nhỏ ra. Cắt nhỏ. Rồi khi mà kho tổ thì Chánh luôn luôn sử dụng là nước dừa tươi. Nước dừa tươi. Nó là rất là ngon. Rồi, đây là cái nước dừa. Rồi. Thì trong đó là có hành, tỏi. Hành, tỏi. Đương nhiên nước mắm. Rồi. Nước đường. Đường. Rồi. Có dùng nước màu không? Và bắt buộc phải sử dụng nước màu. Ok. Nước màu này cũng là nước màu của nước màu đường và nước dừa. À, okay. Chánh đã làm sẵn. Ừ. Đó, nó rất là đẹp, cái màu đỏ là rất là đẹp. Đúng đúng, như màu cánh ván vậy đó ha, rất là đẹp. Cánh ván rất là đẹp. Cái này là khéo tay lắm nè, còn nếu mà không nó sẽ bị khét. Trộn nó lên cho nó dính. Vừa xăng lên thôi hả? Hay là mình để riu riu cho nó mở ra. Cho nó ra mở nè. Cho nó ra mở nè. Một muỗng tỏi ha. Muỗng hành. Một muỗng hành. Hành nó sẽ đang nước ngọt. Cá là tuyệt đối là không có trộn nha, sốc nó thôi. À, cá không nó nát. Rồi. Ok. Đem nước mắm vào. Nước mắm vào. Rồi, một muỗng nước mắm. Rất là thơm nước mắm hả? Thêm một chút không sao hết. Một muỗng đường. Rồi, chút bột nêm. Chút bột nêm. Rồi, chút muối thôi, muối một chút thôi. Cho dừa ngập mặt ha. Ngập mặt thôi. Rồi, được rồi. À, sau khi tất cả mọi thứ gia vị vào, hóa nước màu vào xong xuôi thì mình sẽ để lửa riu riu nha, để cho thứ nhất là nó thấm, nó chín con cá từ từ. Anh Chánh đang thử coi nó vừa hay không. Ngon đó. Vừa phải không? Ngon phải không? Hứa hẹn ngon phải không? Hứa hẹn ngon. Ok. Khoảng chừng bao nhiêu phút? Thì cho nó cạn là được rồi. À, rút đó, nước cạn cho nó cạn, tất cả mọi gia vị nó săn, nó rút hết vô con cá đúng không? Rút hết vô con cá. Ú cha, đã quá. Rồi. Tiếp tục mình làm gì nè. Và bây giờ bắt đầu anh Chánh sẽ giới thiệu mình cái món còi điệp cháy tỏi. Còi điệp mà cái tiếng Mỹ nó kêu bằng scallop đó. Đúng rồi. Nó là scallop. Tiếng Pháp kêu bằng gì em?
cookie Saint-Jacques. Biết chết liền. Này, cái loại này ăn sống không được. Đó, nó rất là mềm. Thôi bây giờ mình cháy rất là nhanh, khoảng 3-15 giây là ăn, xong. Ăn sống được không? Được. Anh thử coi, anh thử được, ăn sống được không? Tại vì nó ăn sống được mà. À. Nó mềm, rất là mềm. Ừ. Ngọt, ngọt á. À, rất mềm. Rất ngọt. Ngon, ngọt. Tươi. Ngọt. Bỏ muỗng tỏi. Muỗng tỏi vào. Rồi. Bây giờ chấm vặn lửa lớn lên nha. Rồi rồi rồi. Sắc rồi. Rất là nhanh. Rồi. Rồi, cô sợ bị bỏ vào. Bỏ vào. Bỏ vào. Đó. Đó. Cái này rất là dễ. Cần gia vị nữa không? Đó, không cần. Vậy thôi đó hả? Vậy thôi. À. Chúng là bỏ tiêu. Vừa chín tới thôi. Vừa chín tới thôi là ok rồi. Đó, rất là lửa lớn nha. Lửa rất phải lớn. Lửa lớn. Ok, lửa rất là lớn rồi đó. Lớn rồi đó. Ừ. Rồi cho cái dĩa bỏ ra liền. Ba giây. Đây có dĩa luôn. Sống mà. Rồi tắt bếp luôn. Qua đây nha. Rồi anh em mình ra đi nhậu. Chưa còn gỏi nữa. Gỏi dễ phải không? Gỏi dễ. Gỏi dễ. Tôi mới thử miếng liền mới được. À. Thử trước miếng à? Thế thử. Đã không? Ngon hơn hồi nãy ăn sống. Đúng rồi. Có chút dầu đó. Ngon hơn. Okay. Có dầu, có tỏi, có tiêu. Dúng bột nêm lên ha. Ngon ha. Thử miếng nha. Bóp thử đi. Nha. Bóp tay mới ngon. Cái gì bóp tay mới ngon. Dễ lọt. Ngon không? Đây là con cá trích. Một cái con cá mà mình nói là đặc sản Kiên Giang. Phú Quốc nè, Hà Tiên nè, Rạch Giá nè. À, hầu như tất cả Kiên Giang đều có cái món gỏi này. Và gỏi cá trích này coi như là đặc sản của Kiên Giang nha. Và cá trích này là lấy lên rồi bắt đầu lấy hai cái má nó thôi, không phi lê hai cái má ra. Và anh đã trộn một số những cái diện này rồi. Đúng. Anh trộn thí dụ cái diện này, anh đã trộn gì mà có tỏi. Tỏi. Có gừng. Gừng. Chanh. Chanh. Ớt. Ớt. Chút bột nêm. Chút bột nêm. Rồi muối. Muối. Hết. Rồi. Hết. Hay. Ok rồi. Nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng. Cái đục hồi nãy mình kho đó mà làm phi lê giống như cá cá trích. Cá trích này rất là tuyệt vời nha. Cũng gỏi giống vậy luôn. Gỏi rất là tuyệt vời. Vân Sơn nhớ hồi xưa ở Vũng Tàu đó cũng ăn con cá gì mà cá, giống cá đục như này cũng dài dài nhỏ nè. Cá mai. Cá mai. Con cá mai. Nó lạng hai cái má nó ra. Rồi, nặng okay. Chanh ngập lên. Nói chung là tất cả loại cá nào tươi có thể làm gỏi được. Ừ. Nhật đó nó ăn đang ăn sống không ăn mà. Sống không mà, đúng không? Ừ. Rồi bây giờ trước khi mà bóp gỏi thì tránh bóp rau trước. Ừ. Đó. Trong này có rau răm nè. Cái này là đu đủ. Đu đủ. Đó. Bỏ tùy theo cái khẩu vị của mỗi người nha. Nhiều ít. Rồi trong này là có cái này là ớt Đà Lạt. Có cà rốt nha, có cải, có hành. Sắc rất là nhuyễn. Đó. Theo chánh thì bao nhiêu là được chưa anh Sơn ha? Mình là nó sẽ nhỏ lại đó nha. Mình sang mà, bữa nay mình sang mà. Có anh em mình với lại một hai người rồi. Bạn đó thôi. Thành ra bây giờ mình thêm một chút xíu nữa cho nó hấp dẫn. Rồi, đúng rồi. Thì bóp gỏi là bắt buộc phải có chanh. Đúng. Cho nó chua chua chút xíu cho đúng. Nó dễ ăn. Và đỡ ngán. Như này thứ hai này cho nó xốp lại. Cho chanh xốp vô lại. Nó sẽ xốp lại. Mình rải cho nước chanh đều nó hết. Rồi mình bóp. Bóp cho nó nhuyễn. Rồi. Các bạn có thể thêm chút gia vị. Thí dụ như tiêu, miếng tiêu. Chút tiêu cho nó thơm. Ừ. Đồng ý không anh Sơn? Đồng ý, đồng ý. Rồi. Chút đường. Chút đường. Rồi, cho nó có gia vị chút xíu. Chút muối thôi nha. Muối chút muối, chút xíu muối. Ok. Rồi. Muối là mắc mặn, anh em bỏ bớt thôi. Muối mắc tiền lắm, bỏ nhiều quá nó tốn. Rồi, anh em trộn đều lên. Trộn rất là kỹ. Cho nó thấm trong mấy cái rau này. Ừ. Chút nữa những là ăn cá mà bắt buộc phải ăn rau luôn. Đúng rồi. Nó ngon mà. Ừ. Chánh bỏ 2/3 cái gỏi trên dĩa. Ừ. Đó. Còn 1/3 là mình trộn cá. Rồi. Thấy đẹp không? Đẹp rồi, phải không? Đó, bằng đầm rải đều ở trên cái dĩa cho nó hấp dẫn nha. Đó. Hay quá. Đó, chúng ta có một muỗng gỏi cho mấy anh nhậu là tuyệt vời rồi. Hay quá, coi nè.
coi coi cái dĩa gỏi của anh Chánh làm nè quý vị. Coi nè. Nếu như hồi nãy ha, mà cái rau, cái bổi á, mình để dưới, để cái cá mình để lên trên á, thì nó không có đẹp, đúng không? Và nó không có phải là trộn gỏi, nó là trộn gỏi mà, nó phải trộn gỏi chứ. Mà nếu như mà miếng cá hồi nãy bao nhiêu cá đó mình trộn với rau á, thì sẽ thấy cá rất ít, nó không có nhiều cá lắm, coi nó hơi hèn, thấy không? Thành ra ở dưới mình độn một cái lớp rau ở dưới, ở trên mình trộn một cái lớp cá với lại một ít xíu rau rồi nó thôi. Thành ra ra nó cái màu nó hấp dẫn, nó đẹp mà nhìn thấy cá nhiều nữa, nhìn thấy được nguyên dưới cá vậy nè, ai ngờ nó độn dưới. kỹ thuật nhà hàng nè, đây là nghệ thuật nhà hàng. Ok, hay quá rồi, cảm ơn anh. Rồi còn một cái nữa, bây giờ đây là cái con cà xỉu. Cái con cà xỉu này đó, Vân Sơn biết đó, là thực sự nó là đặc sản của Hà Tiên, đúng không? Ít có nơi nào có con này lắm. Con này thiệt ra nó giống như con nghêu vậy, con nghêu con sò vậy đó. Nó là một cái con giống con nghêu vậy, nó có cái vỏ trên vỏ dưới này không ha. Và đặc biệt á là cái đuôi của nó nè, rất là dài, giòn, ngon. Cái đuôi của nó nè, mà con nào cũng có cái đuôi, bắt buộc đa số con đực không đó. Tôi đang định hỏi nè, nếu con nào có đuôi thì phải có con đực con cái chứ, đúng không? Mà đa số con đực không? Đa số con đực không. À, có nghĩa là mình ăn con đực mình sẽ bổ con đực, đúng không? Rồi, ok. Rồi, mình trộn sao? Lần đầu tiên mình biết nó luôn. Bây giờ thì cũng trộn gỏi bình thường thôi. À. Đó, bỏ hai cái món rồi. À. Nước cốt chanh. Nước cốt chanh ha. Nước cốt chanh. Phải quên. Vết không còn cái gì nha. Rồi trong cái con cà khỉa này là có cái nước sốt của nó rồi, mình sử dụng để làm cái nước nước trộn luôn. Đó thì mình cũng bỏ tất cả gia vị tùy theo ý thích của mỗi người. Rau đó thường thường nó ngon là có xoài với đu đủ là ngon nhất. Xoài, đu đủ, sau đó hành cách thật mỏng sắc mịn ra, tất cả những rau mùi thí dụ như là rau răm hay là rau thơm gì cũng được, đúng không? Ngò gai này nọ là bỏ được hết. Đó mấy những rau này là bỏ vô càng ngon. Đúng, mình nhắc nó vô thôi. Đó, thấy hấp dẫn không? Cái quá gì cũng có thể bằng tay được. Đúng rồi. Đó, cái gì cũng có thể bằng tay. Mình trộn đều lên thôi. Với nước chanh. Rồi. Sắp hơi lên. Rồi mà thấm thì gỏi là bắt buộc phải chua. Phải chua, đúng, gỏi phải chua. Chua nó mới ngon. Mình nói là gỏi nhưng mà thực ra tiếng Tây, người Tây họ kêu bằng salad. Đúng không? Salad trộn đó, thì thiệt ra người Tây họ ăn salad thì có nhiều cái sauce nó chua, nhưng mà có nhiều cái nó không chua, nó ngọt, nó béo, nó thế này kia, đúng không? Mayonnaise hay là ví dụ như là ranch, là Thousand Island, thí dụ như vậy ha. Vân Sơn nghĩ như thế này, Vân Sơn nghĩ là với cái lượng rau như thế này đó, thì anh chỉ cần khoảng chừng 1/4 cái đó. Đúng ha. Rồi. 1/4 cái đó thôi, mình không cần nhiều lắm. Ok anh Sơn. Bây giờ mình lấy cái nước của nó. Đúng rồi. Sử dụng cái nước của nó rất là ngon, thì bao nhiêu chất bổ là ra nước hết rồi. Nó là con mắm đó, mà đại khái như mắm. Nó là nó giống như là con ba khía gì đó, người ta ngâm với lại muối thế này kia, đúng không anh? Bỏ con cà xỉu vô và lúc nào cũng trộn bằng tay hết, đúng nó rồi. Mới ngon, mới hấp dẫn đúng rồi. Đó quá đẹp, hấp dẫn. Anh nghĩ bao nhiêu là chất được cho ha. Nghe rượt rạc của mình đã. Cũng thử là như chuyện sao nổi không. Mấy cái mặt anh sướng sao, mặt tôi sướng thấy đã lắm. Mặt ăn ngon nó sướng đã lắm. Ha. Ok chưa? Chắc ok, nó hơi chua chút xíu nhưng mà gỏi mà thì nó cần phải chua vậy. Tôi muốn bỏ cái này vô chút xíu để cho chúng ta xem. Cho nó dằn lại đúng không? Cho nó dằn lại chứ. Ok. Cái nước sauce mà đặc biệt của anh đó. Sốt đặc biệt của khách sạn Hy Vô Lạc. Trộn đều lên cái nữa, đúng rồi. Rồi, anh Sơn thử làm một lần nữa coi. Sướng luôn. I love you. Ngon quá. Ngon quá. Ok thôi, tất cả rất những ngon món mà đàn ông làm. Lỡ có gì mà xài sót bỏ qua. Dạ bây giờ so khi đàn ông vào bếp đến đây phải tạm ngừng để chúng tôi bắt đầu dọn ra bàn, sau đó tiếp tục tập 2.
khi đàn ông chúng tôi ăn nhậu. Rồi. Ok. Tôi dân Sơn, năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà. Yêu bông hoa nên yêu ca bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm. Và bây giờ mời quý vị cùng với Lê Vân Sơn và anh Chánh chúng ta chú kiếm thuốc cơm ra khỏi vỏ và bắt đầu bước vào chương trình khi đàn ông ăn nhậu. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Bây giờ là thôi, hồi nãy giờ anh em mình nấu rồi. Ừ. Bây giờ anh em mình chuẩn bị thưởng thức. Cách nào giờ ăn anh cũng phải chị. Nấu lên chị. Giờ rồi. Ăn cái gì mình ăn. Bây ăn giờ... gì trước nè, ăn rồi. Gì trước nè. Rồi, bây giờ mình làm con tôm tích trước. Tôm tích trước phải không? Rồi. Ăn tôm tích thì có cách này là dễ nhất. Là bắt đầu mình phải cắt hai bên. Nó không cắt là nó khó có lấy thịt nó ra lắm. Nó có hai cái mết hai bên này nè. Cố gắng mình cắp sâu vô chút xíu. Đó. Rồi sau này một chút nữa mình gỡ. Đừng sâu quá nó phạm thịt tươi. Đúng. Đó. Cắt hai bên. Hai bên cái mang của nó đó. Để mình tách ra cho dễ. Mình tách ra cho nó dễ. Gỡ nó ra thôi. Nè, nó ra, nó rớt ra rồi nè. Wow. Thấy chưa? Quá đẹp. Đó. Quá đẹp. Thấy chưa? Quá ngon luôn. Đó là thịt nó cả một cái lưng luôn. Thấy thịt không thôi. Đây là nguyên cái lưng đó này phải không? Nguyên cái lưng đó. Bắt đầu mình lấy thịt nó ra. Đó, mình kéo nó ra. Ngọt quá. Cảm ơn. Ha. Đầu tiên là ăn mừng món tôm tích trước. Okay. Thành công. Chỉ có tiếc một điều tại nãy giờ. Hồi nãy từ đầu tiên xin suối anh là mình làm ở trong nó vừa chín tới thôi. Mà cái con tôm tích mình nó vừa chín tới nó dính vỏ. Đúng không? Đúng rồi. Nó còn hơi dính vỏ. Ừ. Nếu mà làm chín chút xíu nữa thì xíu nó bóc vỏ ra nó dễ hơn. Dễ bóc vỏ hơn. Rồi. Ok. Nhưng mà ngon, ngon lắm. Ý anh Sơn cũng là tuyệt vời tại vì nó vừa chín nó mới ngon. Vừa chín nó mới ngọt, mấy ấy mới mềm chứ không thôi nó thịt nó săn lại nó khô. Bây hết giờ là nó là tươi mà nó hơi dính chút xíu không sao. Đúng rồi. Nếu mà nó không dính có nghĩa là nó không được tươi đó anh Sơn. Đúng thì rồi. Khi nhớ lần sau ăn hải sản nó phải dính. Nhưng mà hồi nãy nó tươi chắc chắn luôn tại nãy nó còn bò mà. Đúng rồi. Nhúng. Bây giờ mình thử món khác ha. Cồn. Còi. Đúng rồi. Con này là con scallop nè. Đó, cồn điệp đó. Cồn điệp. Còn được Việt Nam thì nó hơi nhỏ một chút xíu. Đúng rồi. À. Ngon quá. Nó mềm phải không? Mày là mình cháy khoảng 10 giây. Nếu mà mình vô mình trộn nó vừa săn lại á. Ha. Ăn sắm được mà. Quá ngon. Bên Pháp có không? Có. Có phải không? To. To mắc. Bự. Rất mắc. Rất mắc. Thôi bây giờ mình thử nha. Mình thử miếng miếng nào. Gọi nó trước nữa làm sao? Một miếng gỏi nè, một miếng cá nè, à, kẹp như nè, ha, không cần chấm luôn. Có giờ thì hết. Đã. Hấp dẫn. Ngon phải không? Đúng rồi. Miếng cá nó mịn mà, nó béo, ha, nó ngọt thịt. Cộng với cái rau nó giòn giòn, nước sốt mình chua chua ngọt ngọt, cây cây. Trời ơi, hấp dẫn. Uống miếng bia nó còn gì đúng nữa. Rồi. Đúng rồi. Ông dữ vậy. Cái món gỏi này đó, anh làm ngon nhưng mà chưa có chấm điểm được. Là tại vì cái gỏi này nè, cuốn một cái cuốn là cái đã. Đúng không? Đúng nó rồi. Phải trộn với rau được. Ha, rau dưa leo này nọ rồi nó trộn vô chút xíu. Rau quế đó. Tất cả rau gì? Miếng cá. Hai miếng rồi, không sao. Hai miếng càng ngon.
để miếng gạo nó giòn ha. Phải 2 miếng nó mới đã. Quá ngon. Không chấm luôn á. Vừa ăn luôn. Chua cay béo thơm. Chát chút xíu nè, nước chấm nước chấm tương nè. Nó là tương đậu đó. Chưa qua. Anh đẹp trai nhỉ. Thân thế vậy. Đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Nấu ăn ngon. Đây chắc ghê chứ lắm phải không? Nhiều. Thật là khai báo. Ghê phải không? Nhiều, nhiều phải không? Nên mặt. Là không lấy vợ là tại vậy. Lấy người này bỏ người tù vậy. Chúc mừng anh đi, thôi chúc mừng đi. Chờ ngày của anh tan xác như thế nào. Bia này ngon lắm. Anh chắc nó mới gì thử cái bia này chưa? Có thử chưa? Có thử rồi. Vùng này mà, bia vùng này. Bởi vậy, đi Kiên Giang mới biết nè. Kiên Giang mình rồi. Có cái bia rất là ngon. KCB anh biết KCB là gì không? KCB là bia này là của Putin uống. Đúng rồi. Đúng không? Cái này là cơ quan tình báo của Nga nè, của Russia, đúng không? Dữ lắm mà. Không nói thiệt. Hồi mà mới gặp cái bia này nè. Vân Sơn nghĩ là cái bia này của Nga, tại cái màu đó nè, màu trắng, màu đỏ rồi nè, rồi thêm KCB nữa chứ nói nè, cái bia này chắc của Nga nè. Dùm dùm, ủa sao cái Kiên Giang nè. Kiên Giang bia. Kiên Giang bia. Ta thấy tuyệt vời không? Không nhưng mà rất ngon. Sơn uống hôm nay đi vòng vòng uống Kiên Giang rất ngon luôn. Như lại bữa có ghé vô nhà máy thăm rồi. Ghé vô nhà máy mình biết được là trong đó cái dây chuyền sản xuất nó rất là tốt luôn, good lắm, rất là ngon. Rồi nè cái bia này sống sánh đẹp rồi chưa, rất đẹp luôn. Bia thì đầy hương vị, kế bên có bạn thân, còn gì nữa, cuộc đời còn gì bằng nữa, đúng không? Không gì bằng. Giờ này là vợ con gì quên bên hết. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có trước mặt chúng ta chỉ là bia, rượu và đồ ăn ngon hết. Và bạn bạn tri kỷ. Ừ, hết. Phụ nữ gì các bà cũng như là về khuya xích quan bên. Sao chầu nhậu tôi mới tính. Đúng rồi, đúng rồi. Phủ vàng quá. Mình nói gì phủ đúng vàng rồi. Quá. Bây giờ mình tải mà. Nói gì phủ vàng mới đã đang chờ mà. Mình đang tải. Mình đang nạp biên phải không? Nạp biên. Bây giờ mình thử món mới nha. Đúng rồi. Món độc đáo nè. Món này là thú thật anh lần đầu tiên ăn luôn. Lần đầu tiên ăn luôn. Hồi đó giờ chưa bao giờ biết ăn con này. Khai vị trước. Cà xỉu phải không? Cà xỉu. Nhưng mà cái con này mình đã ăn cái vỏ ra. Anh cắn nó có cái nước ở trong nó ra béo béo. Anh cắn á. Cái con này á nó có hai cái vỏ đúng không? Nó giống con nhiêu nhưng mà nó màu xanh xanh này, giống như là cái con vẹm hay là người ta kêu con chim chép á, chim chép mà nướng mỡ hành ha, rất là ngon. Ăn được ở trong. Cắn nhanh nhì nó ra. Nó ra cái nước ở trong. Cần tách cái vỏ ra không? Tùy anh thích anh không, để mình cắn mình tách ra coi nó ở trong nó làm sao. À, thịt nó nè. Đó nó có thịt. Nè, thịt nó nè. Giống như con nhiêu vậy đó nha. Đúng rồi. Thịt nó nè, thấy không? Thử ha. Ngon nha. Cái thịt trong rất ngon nha. Rồi. Nó dai. Cái đuôi của nó luôn đi. Tại vì mỗi con nó có một cái đuôi. Khi người ta làm mắm nó rớt cái đuôi ra ngon. À. Nhiều cái ngon nhất là cái đuôi này. Cái đuôi thì nó, cái đuôi hồi nãy trong bếp mình thử rồi nó giòn. Nó giòn rụm mà như là mình ăn giống như là ăn củ cải trắng mà nó phơi khô vậy đó, đúng không? Những phơi khô mà khi mình làm nó cắn rùa ngon. Đã. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, cái đuôi nó đã nhưng mà cái mình nó tôi thích hơn. Nó mềm hơn. Cái mình có nhìn nó mềm mại và thịt của nó dai và nó ngọt. Và đặc biệt là nó nghe cái mùi seafood nó thơm lắm. Nó là đặc sản của Hà Tiên mà không ngon sao được. Cái gì của Hà Tiên là ngon phải không? Đúng rồi. Dai lắm. Nó béo. Cái sớ nó dài dài.
chứ thiếu con nghiêu á ăn vô cái thịt nó giòn nó tan ra nhưng mà cái này nó nhai giống như nó có cái sơ gì đó lạ lắm. Cà xỉu là phải thử nha, từ đây sao nha quý vị về tới Hà Tiên phải thử cà xỉu. Cái con cà xỉu này á, ăn con cà xỉu này á mà không ăn, gặp nó mà không ăn được á là thèm cái tới xỉu luôn á, ngon dẫn dơi á, ngon lắm. Nếu ăn một lần rồi là gặp nó là phải ăn, chắc chắn là vậy luôn, chạy đâu hết trơn á, nó ngon quá. Không? Ăn chưa một lần rồi sẽ nhớ suốt đời. Sẽ muốn thử cái món cá kho của anh. Tại cái món cá kho của anh phải chịu nó khác hơn Sơn chút xíu. Nên mình sẽ muốn thử nha. Ha, đầu tiên thử cá kho trước. Con cá này là con cá đục đúng không? Cá đục. Nhìn rất là ngon á, nhìn thấy nó thấm đậm luôn ha, thấm đậm tình quê hương đó. Nó có cái xương giữa phải không anh? Được không Sơn? Nãy giờ chưa có thử, không biết được luôn. Nó như thế này nè, cái kiểu của Văn Sơn kho đó là cái kiểu mà Văn Sơn muốn con cá của nó vừa chín tới, ở ngoài là nước sốt nó hơi đậm chút chứ, để khi mình vẽ con cá ra cái hương vị con cá nó còn, và cái nước sốt nó vừa ăn giống như là cái con cá mình mới vừa hấp tới như chín tới, cái mình chấm với nước sốt vậy nó ngon theo cái kiểu mà nó tươi chút xíu. Còn cái kiểu kho của anh á là kiểu kho cho tất cả cái hương vị của cái nước mà anh châm vào nó đó, gia vị á, thấm nó rút vô này. Thành ra mình ăn từ cái da ngoài con cá vô tới trong xương con cá, nó đậm cái mùi tất cả mọi thứ mà ai nãy cái gia vị mình cảm. Nó thơm đúng mới gọi theo cái kiểu nha. Cá kho. Kho là phải thấm vô này. Thì thường thường cá kho anh Sơn là ví dụ như mình nấu bây giờ, ngày mai mình thấm lại đó, nó mới thấm nhiều nữa, càng thấm bao nhiêu cái xương nó rụt luôn. Đúng rồi, nhưng mà ngon, ngon lắm. Nhưng mà nhớ một điều là như thế này nè, khi mình kho vậy đó thì tất cả gia vị mình vừa phải thôi, vừa lạc thôi, chứ không có được mặn quá, tại mặn quá rút vô nó mặn lắm, đúng không? Thiệt ra đó, nói thiệt ra anh là trai Việt Kiều Tây mà nấu được như vậy là thôi, cho nói nhất nói chung là cũng là cảm ơn anh Sơn, nhờ anh Sơn mà tụi này cũng cố gắng là trổ tài để nấu những cái món để cho anh Sơn thử, thì chắc chắn là nó một cái phần nào đó của quê hương thì sẽ không bao giờ quên được. Ok, tiện đây Vân Sơn cũng cảm ơn lại anh Chánh ha. Nhờ anh Chánh thì Vân Sơn mới biết được ở Hà Tiên có những cái điểm đặc biệt, tuy rằng anh ở bên Tây về nhưng mà Sơn biết anh mang một cái tâm hồn rất là quê hương. Những cái đam mê của anh ha, kể cả những cái nơi mà anh thường lui tới, ví dụ như Đông Hồ chẳng hạn ha, thì nơi đó là cái nơi mà nó bàn bạc cái quê hương mình trong đó. Thành ra nhờ anh thì Vân Sơn mới có những cái thước phim hay là có những cái kinh nghiệm khi mà Vân Sơn làm cái này nè, để tất cả người Việt Nam chúng ta trên thế giới, người ta mỗi lần đi tới Hà Tiên người ta phải biết người ta đi đâu, ăn gì, ở gì, làm sao thế nào. Cảm ơn anh đã thích khe cho Vân Sơn trong khoảng thời gian vừa qua khi Vân Sơn đã làm việc. Cảm ơn. Tôi Vân Sơn, năm nay mới 35 mà nghe. Tôi yêu ăn, yêu nói, yêu cười, yêu ba hoa, yêu đi chơi xa, yêu vui ca, múa hát la cà, yêu bông hoa nên yêu ca bông mu, yêu hương thơm nên yêu nhất là nước mắm. Thấy mà Sóc Trăng là phải ăn. Món phở Tây khắp nơi nhìn là muôn sợ.